Đây. Vào đây đầu tiên chúng ta, sau này chúng ta sẽ muốn thống kê. Chúng ta sẽ thống kê gì? Chúng ta sẽ thống kê danh mục bản vẽ nha. Bản vẽ nó gồm những cái gì? Chúng ta sẽ thống kê danh mục bản vẽ. Chúng ta vào view này. Ở đây nó có mục, ở đây là mục studio, là phần thống kê. Chọn này. Nó chọn là still quantity đây, chọn này. Chúng ta muốn thống kê, ví dụ như thống kê bản vẽ thì ta phải là thống kê cái gì nhỉ? Chúng ta phải chọn này, studio này. Nó sẽ có phần này là sheet list nhá. Thống kê danh mục bản vẽ chọn đây. Thì trong đây bản vẽ nó sẽ có các danh mục như sheet name này, sheet number này, sheet number, sheet name này, tên bản vẽ này nhá. Ta có thể move up lên trên này. Đấy, ok. Bạn sẽ thấy đây. Bạn thấy danh mục bản vẽ đây chưa? Đây này. Đưa đây ta phải kéo ra đây. Sheet name thì người ta sẽ ghi là gì? Hoặc là chúng ta đổi ngược lại vào fill này, vào edit này. Number lên trên này. Ok. Ta đổi ngược lại này. Thì đây người ta gọi là gì? Ký hiệu bản vẽ. Nha. Sheet name người ta gọi là tên bản vẽ. Nha, sheet list đây người ta gọi là gì? Danh mục bản vẽ. Rồi. Đó. Thì ta có này. Thì sau này ví dụ như tờ đây ta sẽ thêm một tờ đây view này. Sheet này. Ta chọn là A0. Này. Chọn này, view name. Ta chọn là A0. A00 này. Gạch này, 103. Nha. Yeah. Ok, ghi đây danh mục bản vẽ. Ok. Đấy nhá. Thì đây ta cho vào sheet list đây. Danh mục bản vẽ cho thẳng vào đây. Ừ. Thấy chưa? Ừ. Này. Đấy thì những cái tờ nào nó có trên đây, ký hiệu như nào, bản vẽ gồm bao nhiêu bản vẽ. Thấy không? Thì sau này chúng ta thêm bản vẽ thì nó sẽ tự động có làm sao nhỉ? Có thêm ở đây. Đúng chưa? Và vấn đề bây giờ ký hiệu đây là mặt bằng tờ A00 này. Nhờ nó đang bị nhảy bản vẽ đây. Thì ta phải chọn này. Brush sheet edit try đi. Nó sẽ ký hiệu theo ký tự ở đây là 3 ký tự này. Như A00. Tôi chọn là 4 ký tự đi. Ok. Này. Đấy. Danh mục bản vẽ này đang có vấn đề gì nhỉ? Danh mục bản vẽ này nhảy dưới này nhỉ? 102, 103 đây mình nè. Sheet number. Rồi. Ok. Đây tôi chọn này. Thứ tự này nó vấn đề. Thì đấy là danh mục bản vẽ thôi. Còn đây tôi sẽ bảo tiếp các bạn sang bên này là thống kê cửa đi và cửa sổ. Và tiếp đi. Ví dụ sau này chúng ta muốn thống kê phần tường này ha. Tôi muốn thống kê phần cửa đi cửa sổ này ha. Thì tôi vào cấu kiện này. Studio quan thật đây chọn này. Và tôi sẽ chọn là thống kê cửa đi. Thì cửa đi sẽ là gì? Thống kê cửa đi là gì? Đo đúng không? Đo đấy. Đúng không? Ok. Thì thống kê những cái gì? Đơn giá này. Số lượng này. Cost là đơn giá số lượng này. Cần thống kê cái gì đấy? Chiều cao này. Và gì đó? Tầng này. Level này. Đúng chưa? Và gì đó? Try mark là ký hiệu. Và chiều rộng của nó. Nhờ. Hoặc là try comment là gì, hoặc là ảnh, image là ảnh, thích list là bề dày, image là ảnh đấy nhờ. Và try comment đâu nhỉ, t này là ghi chú của nó đấy nhờ. Thì đây là thống kê. Ok, thì bạn sẽ thấy ra đây nó ra một list, bảng list thống kê đây. Thì ta phải sửa đổi đây là gì,
đơn giá đúng không? Count sẽ là gì? Số lượng đúng không? Này là gì? Chiều cao. Cái này sẽ là gì? Tầng. Cái này sẽ là gì? Ký hiệu. Width sẽ là gì? Chiều rộng. Image sẽ là gì? Ảnh. Try comment là gì? Ghi chú. Đúng không? Thì vấn đề là ta sẽ sắp xếp này theo thứ tự nào vào đây. Thì đầu tiên ta phải sắp xếp thứ tự là tầng, là level trước, lên trên. Try mark là ký hiệu. Rồi đến chiều cao, chiều rộng, số lượng, đơn giá, ảnh, try comment sau chiều cao, chiều rộng, rồi đến số lượng, đơn giá, rồi ảnh minh họa. Đúng không? Ok. Ở đây tôi sắp xếp đây chưa? Bây giờ số tầng này tôi sẽ phân khúc. Đây ghi đây là gì? Thống kê cửa đi. Đúng không? Chọn này. Rồi, thống kê cửa đi. Thì khi chúng ta thống kê cửa đi đây rồi, ta làm nha. Ta vào phần này, sorting, grouping, chọn đây. Ta sẽ chọn, tức là sort by, lọc theo cái gì? Như tôi lọc theo try max, được nhờ? Này, cái này là try này, số lượng này, và tổng này, được nhờ? Ok. Này, các bạn sẽ thấy phần nào, nó lọc theo, ví dụ đây, tôi ghi đây là, cửa này là cửa D1. Thì tất cả cái cửa kia làm sao, nó thay thế hết là D1. Bạn thấy không? Này D1 đây. Cửa này tôi chọn là D2. Đấy, thay thế hết D2. Được nhờ? Cửa này tôi chọn D3. Thay thế hết D3. Cửa này nó cho D4. Đấy. Thì các bạn sẽ thấy đây. D1 này, D2 này, D3 và D4 này. Nó có đúng không? Và đây nó đang theo tầng ấy đúng không? Và tôi sẽ lọc tiếp vào đây. Nó đang lọc theo từng D đúng không? Và bây giờ tôi sẽ lọc tiếp run by bởi level. Đó, ok. Này, các bạn sẽ thấy này. Nó sẽ D1 hết rồi. Và những cái nào D1 nó thuộc phòng khách đây. Nhưng run by bây giờ trong đây nó có cả tầng 1, tầng 2, tầng phòng khách. Đúng không? Bây giờ tôi muốn gọn nó lại nhé. Vào đây. Tôi bỏ cái phần đây này. Everything instant này. Chọn đây. Này. Thì nó sẽ còn lại là tất cả cái cửa D1 này thuộc phòng khách này. Được chưa? Hoặc là chúng ta có thể chọn ở đây không theo D1 mà chọn theo tầng. Thì chọn này chúng ta sẽ nhóm ở trên này nó theo gì? Theo tầng. Level. Còn dưới này chúng ta sẽ nhóm như theo try mark. Ok. Nó chỉ đổi lại thôi. Thì đây các bạn thấy phòng khách không? Thì có D1, D2, D3, D4 không? Đúng không? Thì bây giờ tôi đây đang nhóm theo tầng. Thì tôi vào phần cuối cùng là formatting ở dưới đây. Gần cuối cùng chọn đây. Thì tôi chọn phần level rồi. Tôi hidden field, cái là ẩn cái tầng này đi. Và nó sẽ có phòng khách. D1 là bao nhiêu, D2 là bao nhiêu. Thì đây nó có số lượng đây. Số lượng D1, tầng 1 là có 2 cái. Bây giờ tầng 2 sẽ có D1, D2 và D3. Tầng phòng khách có D1, D3 và D4. Hiểu chưa? Thì đây ta sẽ lọc được như này. Hiểu chưa? Ví dụ như cửa này 721. Tôi ghi đây là ghi chú, các bạn ghi chú đây. Cửa nhựa lõi thép. Nhờ. Click đây. Đấy. Yes. Thì những thằng nào D1 thì đều tên là cửa nhựa lõi thép hết. Nhờ D2 đây. Cửa này nè. Cửa ba lô gỗ. Gỗ kính. Đấy. Ghi chú mà. Thì những thằng nào là gì? Những thằng nào là D2 thì làm sao? Có hết. D3 đây. Đây nè. Nhìn. Cửa kính thủy lực. Ok. Thấy không? D4 đây. Này. Cửa kính thủy lực. Ok. Bạn thấy ghi chú đây chưa? Tiếp tục số lượng này đúng không? Bây giờ tôi muốn tổng số. Tầng 2 là có 7 cửa. Tầng 1 là có 2 cửa. Tầng 3 là có tầng phòng khách có 3 cái.
Đã vào phần sorting anh, chọn tổng số em. Grand total đấy. Các bạn thấy không? Tổng số là 12. Tôi ghi đây. Tổng số. Đây 12, edit. Chúng ta chọn đây tổng số ra để bằng. Bằng 12. Được chưa? Bạn nhìn thấy đây chưa? Đó. Đi vào đây thì ta sẽ để tổng số tách riêng ở từng thằng một. Ta chọn này, ví dụ như là đây là tổng bằng rồi. Chọn này. Ok. Thì đây sẽ tách riêng này này. Theo level này. Đấy. Còn ta chọn là header nó sẽ không tách ra nữa mà nó phân ra từng nhóm phòng khách này, tổng này. Thấy chưa? Vào đây. Bỏ này đi. Và tôi chọn đây time mark hoặc là tôi bỏ cái phần hit đời. Ok. Thì nó sẽ chia ra đây này. Phòng khách này, hit đời là bỏ cái phần tổng ở dưới đi ấy. Là phòng khách này là có 3 này. Tầng 1 này có 2 này. Tầng 2 là có 7 này. Được chưa? Nó tính ra tổng ở bên dưới. Nó hiểu chưa? Chứ nó không tính bên trên. Đấy thì khi chúng ta chọn này thì chúng ta chọn cái header này là trên hay dưới, mình chọn blend này. Blend line này, cái nét của nó đây. Nó tách ra. Nó tách thêm một dòng này để chúng ta nhìn cho nó rõ. Phân biệt rất rõ ràng. Các bạn thấy demo D2, D3 chưa? Đấy, chúng ta hiểu rõ cái phần này thôi. Bên đây ví dụ tôi lọc level theo try and total là gì? Kiểu theo tổng số. Số lượng và tổng số lượng. Đấy. Thì nó chỉ cần giữ lại là 3, 2, này, 1 này. Được nhá. Còn loại tiếp theo đây là chỉ tổng số không thôi. Đấy. Thì đây mình sẽ có đây. D1, D2. Nhưng mà những cái này chúng ta phải lọc theo cái gì? Chúng ta phải để đây là gì? Try total này là chuẩn nhất, là phòng khách này, tầng 1 này, tầng 2 này, đúng không? Tổng là 12 cái này. Được chưa? Còn nếu mà chúng ta để theo, chúng ta tùy chúng ta thôi. Nó để đây là try, vừa try này, vừa số lượng này, vừa kia này. Nó có tổng thôi. Đúng không? Ừ. Ok. Đấy. Đấy chưa? Phòng khách 3. Đấy. Thế thôi. Rất là đơn giản. Bình thường đây, chọn để như này cũng được rồi. Vì tổng dưới này là đủ rồi. Đúng không? Như này thôi. Số lượng. Thì bây giờ tôi muốn tổng số lượng thì tôi phải vào formatting, chọn vào cost và tick vào phần chọn đây không phải standard nữa mà chọn là calculator. Total là tổng số lượng của nó. Ở đây là 12. Người thấy không? Tổng đây là 12 cái. Và đây 7 cái, đây 22 tổng số lượng. Còn nếu mà chúng ta không tính như đây, đây chúng ta chọn này. Thì đây nhá, ví dụ như chiều cao này, chiều rộng này. Này, chọn này. Ví dụ đây, đây là chọn vào đây và ta đã chọn tổng total. Còn calculator nó là gì? Là tổng số lượng ít nhất của nó sẽ sắp xếp theo từ trên xuống dưới. Được chưa? Còn ở đây, chọn đây tiếp này. Số lượng này, được chưa? Calculator max min. Đấy, cái này không quan trọng. Bằng cái việc là đấy là giới hạn của nó thôi. Thường tôi chọn là calculator tổng đây. Được chưa? Ok. Đó là 12 cái. Đúng không? Này. Nếu đây ta lọc tiếp theo cái gì nữa thì sao? Đúng không? Các bạn muốn lọc đây thì tùy các bạn. Còn nếu ra để năn thoái mắc này nó sẽ nhảy số hết ra. Phòng khách chả có cái gì cả. Chỉ có số lượng. Được chưa? Chúng ta phải chọn đây là thoái mắc. Level rồi đến thoái mắc là ký hiệu cửa. Được chưa? Đây nó chia phần cách. Nếu chúng ta để blend backline nha. Ok. Rồi tiếp tục về đơn giá. Ví dụ đơn giá cửa D1 này nó rơi vào tầm khoảng 1 năm 1, 2, 3.
nha, 1,5 triệu. Ok. Rồi thể lực này 2 triệu. 1, 2, 3. Đúng không? Cửa này nó rơi vào tầm khoảng 2 triệu. 1,700, 1,2,3. 1,7 triệu. Ok. Cái này 1,8, 1,2,3. Được chưa? Ảnh minh họa, bạn chọn ảnh đây. Bạn có thể lấy ảnh minh họa ở ngoài, áp vào đây. Ví dụ đây tôi lên mạng, tôi search lấy một cái ảnh này. Cửa gỗ chẳng hạn. Này, lấy một cửa này đi. Đúng không? Lưu ảnh lại. Chọn này. Lưu. Đây vào phần tôi xếp luôn ở phần process này. Xếp lại. Được chưa? Ok. Và bây giờ tôi chọn vào đây, process đây, cửa cũng không nhập. Ok. Thấy không? Và các cái ảnh khác thì tôi cũng lốt vào tương tự như vậy. Đây là cửa thủy lực. Nên là chúng ta phải remove đi, delete đi. Được chưa? Ok. Chúng ta phải chọn vào cửa gỗ đây. Cửa gỗ panel này. Này, ok. Được chưa? Chọn này. Remove. Ok. Dạ. Rồi bây giờ tôi sẽ vào chỗ này. Sau này đây nó sẽ có bảng là gì? Chi tiết thang này, mặt đứng này. Giờ đây chơi chi tiết cửa đúng không? Ta vào sheet đây, ta chọn này. Chọn sẽ là A8 này. A8 và 101. Đây là gì? Chi thống kê cửa. Cửa đi. Ok. Được chưa? Và ta trên này nó có mục là mục schedule. Thống kê cửa đi, chọn này. Ta thả vào đây thôi. Được chưa? Chọn này. Kéo ra nhỉ. Này. Bạn thấy ảnh cửa đấy không? Này. Đúng chưa? Đây tổng số 12. Bây giờ tôi muốn thành tổng thành tiền là bao nhiêu nhá. Được chưa? Tính thành tiền bao nhiêu thì chọn đây, click đúp vào. Bây giờ tôi muốn tính tổng số tiền đằng này có thì tôi làm như nào? Này. Tính tổng số tiền này. Ta vào phần fill này. Và các bạn sẽ nhìn đây có chữ FX này. Add calculator parameter. Chọn đây. Ta đánh đây là gì? Thành tiền. Tiền. Thì chúng ta sẽ chọn là gì? Currency. Được nhá. Tiền thì sẽ bằng cái gì? Đơn giá nhân với cái gì? Nhân với số lượng là gì? Sao đây nó không có cao nhỉ? Số lượng đâu? Ok, số lượng nha. Theo đây là số lượng này đúng không? Select view as formatting chiều cao
Castle á? Tôi nghĩ trong đây nó có cái thành tiền rồi hay sao ấy. Xem nào. Đơn giá này. Nhân với cả với số lượng thì mới ra được đúng không? Sau cái này lại không có nhỉ? Ở đây nè. Tôi để vào link này, element đi. Chọn này xem. Link sang. Ừ. Hả? Siêu. Hả? Vẫn nên nhân số lượng nhé. Sao nhân được? Lấy đằng này đơn giá nhân với số lượng thì nó vẫn ra ở đây chứ. Thành tiền từng từng thằng một chứ, đúng không? Số lượng xem nào. Phòng khách tầng 1, tầng 2. Vào formatting này. Số lượng này. Tổng số lượng. Đúng rồi, ý nè. Quan trọng là ở đây. Hát thằng này ra cao. Không có số lượng ra đây để hiện cái số lượng ra đây để tôi xem là nó đây này, nó không có số lượng. Mà rõ ràng mình add sang bên này rồi đúng không? Ừ. Để sang này. Đơn giá và số lượng này. Máy này có vấn đề. Fill bộ lọc lạ nhỉ. Rồi tạm thời đây đây để tôi xem nào. Tôi tự làm thống kê. Đây trong đây có cửa sổ không nhỉ? Nam nhỉ? Đó rồi, tôi sẽ làm bảng thống kê cửa sổ này. Đây. Tương tự như này cũng sẽ là Windows này. Ok này. Đơn giá số lượng này. Chiều rộng này. Tầng này. Ảnh này. Try comment này.
và gì nữa nhỉ, chiều cao hết nhỉ. Tôi muốn tạo này nữa nó vẫn không có cái sao lạ thế nhỉ, ngay trong đây nó có thành tiền rồi. Thế được rồi, bây giờ tôi chưa làm thế thì tôi sẽ vào phần cửa đi này. Tương tự như vậy thôi, bây giờ tôi sẽ tính diện tích. Nhà tôi không làm cái này nữa, tôi ghi đây là số lượng. Nó chưa tính được thành tiền nữa, đơn giá. Nhà. Bây giờ tôi sẽ tính là diện tích của nó. Chúng ta chưa biết diện tích đúng không? Chọn đây, tôi chọn vào công thức này, tôi ghi đây là diện tích. Và diện tích nó sẽ là gì? Area đúng không? Chúng ta chọn vào đây, diện tích sẽ bằng gì? Chiều cao nhân chiều rộng đúng không? Ok. Diện tích ok. Mình thấy đây không? Bây giờ ta đổi đơn vị unit manager. Đây. Bố dạy unit. Nên bắt điểm mất rồi. Ồ, nhầm. Này, UN. Tôi chọn phần diện tích này. Tôi sẽ làm tròn nó mấy? 0,01 mét vuông. Ok, ok. À, thấy đây không? Diện tích đâu không? Bây giờ tôi tính tổng diện tích. Vào formatting. Kích vào diện tích, chọn đây là gì? Calculator total. Nhờ, ok. Thì đây là 21,117 m2. Đúng không? 221,17 m2. Giờ diện tích. Còn bây giờ chúng ta sẽ tính được thành tiền. Thế này. Thì ta lấy cái diện tích này nhân với đơn giá. Đúng không? Không cần phải số lượng nữa. Nó tự có số lượng. Thì đây tôi chọn vào phần asset này. Đây tôi chọn này. Thành tiền. Thì thành tiền nó sẽ phải là currency, chọn này. Tiền thì nó sẽ là diện tích. À, đơn giá nhân với gì? Nhân với diện tích đây. Đúng không? Bán phải chia cho bao nhiêu? Chia cho 1 mét vuông thì ấn phím an này, 0178 này là 1 mét vuông. Đơn vị của nó đây là tiền mà nhân với diện tích là mét vuông thì nó phải chia cho mét vuông thì mới ra tiền được đúng không? Nhờ. Yeah. Đấy, đây chúng ta chọn này. Currency, ok. Ok. Này, ok. Đấy thì các bạn sẽ thấy ra thành tiền đấy không? Bây giờ tổng tiền thì vào formatting. Chọn vào thành tiền. Ở đây là calculator tổng tiền. Và vào field format này. Chúng ta để currency đây. Nhờ. Currency này. Nó tích bỏ này, chúng ta phải chỉnh đây. Tiền làm tròn, chúng ta thể làm tròn tiền bằng 0,01 hoặc chúng ta chọn là 0, không làm tròn tiền. Được chưa? Nếu làm tròn tiền thì để đây. Và chọn đây là gì? Là đồng. Có đồng không? Đây, 1, 2, 3. Để 5 đồng đây. Ok. Ok. Này. Nó sẽ ra là 35.490.500 đồng. Đúng không? Thấy không? Đấy. Còn bây giờ tính muốn tính giá, muốn tính khối lượng khuôn cửa. Khuôn cửa nó sẽ tính như nào? Thì đây ra vào phần fill đây, ra chọn phần này, chúng ta chọn đây là chiều dài khuôn cửa. Đúng không? Còn là khuôn cửa đi. Khuôn cửa chúng ta chọn là gì? Chiều dài nó sẽ là lên là chiều dài đúng không? Khuôn cửa sẽ bằng gì? Chiều cao. Nè, cộng chiều cao cộng gì nữa? Chiều rộng.
đúng không? Ok ok đây, thấy không? Bây giờ muốn tổng cái này, chọn formatting khuôn cửa, chọn vào calculator, tổng chiều dài khuôn cửa là 59,130 mét, à 159,130 à, đúng không? Là 59 mét, đúng không? Nhưng mà đơn giá thì nó lại có đơn giá của cái thằng khuôn cửa này nhá, là bao nhiêu tiền thì lại nhân ra thành tiền bấy nhiêu nhá. Bây giờ tôi sẽ muốn tính cho bạn là khối lượng gạch chẳng hạn này, khối lượng gạch xây. Còn bây giờ tôi muốn thêm, các bạn nhìn thấy tổng tiền là 59 mét đúng không, và 21 mét đúng không, và 35 triệu 490 nghìn đúng không. Bây giờ tôi bố trí thêm một cái cửa nữa vào đây nè. Chín thêm hai cửa nhé, nó tăng tiền không? Đây này, nó lên 40 triệu chưa, 24 cửa mét chưa, sáu bao nhiêu khuôn cửa chưa. Thì sau này chúng ta chỉ việc bố trí thôi, thì nó sẽ tự động có vấn đề về tiền, đơn giá, khuôn, mọi việc, hiểu chưa? Tiếp tục ở đây tôi muốn thống kê cho các bạn về phần tường xây, chi tiêu quan trật này. Tôi muốn thống kê cho bạn, các bạn ở đây là quân, được chưa? Tường, ok, tường này thống kê diện tích này và gì, chiều rộng này hoặc thể tích, những cái đấy thôi, được chưa? Cơ bản còn đấy không, nhưng mà quan trọng là thể tích là bao nhiêu. Tôi chỉ cần chọn vào phần formatting này, tôi chọn là grand total, là tổng số, bỏ ngay đi, ok anh nhầm, phải tích nó vào, chết đấy. Ok, như đây tổng số đây nhá, ta vào formatting này, thể tích này, chọn là gì, total này 89,98 mét khối đúng không, đúng chưa? Ta có thể dùng lệnh unit để chỉnh nó chính xác hơn. Ở đây thể tích đây, làm tròn hai rồi đúng không, hai số rồi, 89 này đúng không, mét khối rồi. Bây giờ tôi muốn tính diện tích này, chọn này này, như số lượng gạch, như số lượng gạch thì sẽ là gì, nó sẽ phải number đúng không, hay là integer, integer là gì, số nguyên à. Tôi chọn number đi, được chưa? Chọn đây, số lượng gạch sẽ bằng thể tích này nhân với một khối ấy, một khối tường xây ấy, thì nó tầm khoảng 550 viên, 550 viên gạch, được chưa? Nhưng mà chúng ta phải chia cho bao nhiêu, 1 mét khối, 1 mét này, ấn phím A này, 0178 0179 này, ấn phím an 0179 được chưa, mét khối, ok, số lượng gạch, ok. Thì đây các bạn sẽ số lượng gạch đây, mà chúng ta sẽ chọn vào phần formatting và chọn vào phần số lượng gạch và cho là gì, total. Thì ở đây sẽ là 49.489.585 viên, được chưa? Đấy ra ta số ra số lượng gạch, thấy không? Thì bất kỳ các cấu kiện gì chúng ta cũng để thống kê được hết, nếu mà chúng ta vẽ chuẩn. Nếu mà tường như là mình, nếu mình vẽ đây thì khoảng nó vẽ đến giữa này thì số lượng nó khác nhau, số lượng nó. Em không hiểu à? Mà tính theo khối xây cơ mà. Mày xếp gạch đặt hết vào đấy, kể cả vữa chát, nó tính trung bình là 550 viên trên một khối xây. Thì nó tính tính tổng thể tích tường cả vữa chát. Em có hiểu không? Thì kể cả trong đấy em xếp gạch kiểu gì đi nữa thì gạch nó có nuốt được gạch đâu. Em cắt, em chặt, em vỡ các thứ em chèn vào đấy thì nó vẫn là một khối đấy. Nó tính khối đặc ấy, chả đi đâu mất được cả. Em có vẽ kiểu gì đi chăng nữa thì nó vẫn thế. Em hiểu không?
Đấy thì đây là phần thống kê. Mọi người hiểu không? Mọi người hiểu phần này không? Em không hiểu à? Khi xây loại gạch khác nhau ấy thì chúng ta sẽ vào phần fill này, nó sẽ lọc. Ở đây nó sẽ có là tên của tường là try mark kiểu tường. Được nhá? Hoặc là try là kiểu tường đây. Nhờ chúng ta sẽ lọc theo kiểu tường ở đây. Và có đơn giá, số lượng và đơn giá. Này. Ok. Thì em sẽ nhìn đây, trong đây nó sẽ có rất nhiều kiểu tường, tường 220 đúng không? Try đây là tường gạch báo gỗ nhào. Đúng không? Thì đây chúng ta sẽ lọc ra đây. Tôi sẽ chọn đây là gì? Là try, lọc theo try. À đây đấy chưa? Chọn này. Tôi để cái try mark try lên đầu. Ok. Nó sẽ thấy đây. Đúng chưa? Đúng chưa? Nó tôi sẽ ẩn cái try đi chẳng hạn. Này. Đây là tường 110. Được chưa? Thì tổng số lượng gạch tường 110 đây. Tổng số gạch tường 220 đấy. Tổng số gạch cái tường G30 đây. Được chưa? Tổng số vách kính đây. Này, đây là vách kính này, diện tích vách kính thì ở đây vách kính VK1 này, VK1 là gồm 6 vách kính này. Được chưa? Bây giờ tính tổng. Đây là diện tích của vách kính. Được chưa? Bây giờ tôi muốn tính tổng diện tích formatting có diện tích area này. Thì đây nó sẽ có tổng diện tích của vách kính ở đây sẽ là 142,63 mét vuông kính. Em thấy chưa? Đây này. Đây là tổng số này. Đúng không? Nếu chọn là try không thì đấy, đây là tổng số vách kính này, mét vuông kính này. Đây là mét vuông kính, còn đây là tổng mét vuông của tất cả diện tích của tường. Thì cái tổng diện tích của tất cả tường 572,18 mét vuông này là diện tích cả phần tường này. Nếu sau này em tính trừ đi vách kính, em lấy thằng này trừ đi diện tích vách kính thì sẽ ra diện tích sơn. Em hiểu không? Diện tích sơn phủ bề mặt của tường ấy. Đúng không? Nó không trừ đi vách kính, trừ đi phần cửa sổ rồi. Tường này tự trừ cửa sổ rồi. Đúng không? Nó tính khối xây mà. Và mét vuông. Mét vuông bề mặt. Hiểu chưa? Hiểu vấn đề không? Đấy, thì đây nó sẽ có tường này, 110 này, là tường 140 này, tường 220, tổng là 250 này, được nhá, chia ra rất rõ ràng, được nhá. Bây giờ nhập tiền vào đây, gạch ở đây, 16.000, 1.600 đồng, một viên, gạch này cũng 1.600 đồng, một viên, nhờ gạch này nó 2.000 chẳng hạn. Hai nghìn đấy nhỉ. Rồi. Nhờ cái vách kính này là 1.800.000 này ạ. Đúng không? Nhờ tính tổng thành tiền đơn giá rồi. Thành tiền thì tính nhau.
Đây. Thanh tiền. Chọn đây là gì? Số lượng gạch nhân cost đơn giá. Ok. Nhá, và vào đây thành tiền. Đây này. Nhá. Bao nhiêu tiền đây này? Nhá. Không thì các bạn vào project unit đấy. Đây tiền đây rồi gì nữa, có currency đây gì nữa. Làm tròn đấy để là Việt Nam đồng này. Đấy, Việt Nam đồng thấy chưa? Vào chỗ thành tiền đây. Edit đi. Sửa đây. Ok. Đấy. Đây nó thành số, bây giờ thì lại không được này. Số lượng gạch nhân với tiền thì phải chia cho cái gì? Nó có chữ đồng rồi. Thì lại chia cho tiền. Đúng không? Nó đâu nó vẫn là tiền cơ mà. Đúng không? Xóa này đi. Này. Thành tiền này, vào formatting này, vào chỗ thành tiền này, chọn vào đây tích quả này, chọn nó là currency mà nó sẽ phải là Việt Nam đồng. Đấy nhá. 84.439.236,46 đồng. Thấy chưa? Còn tiền vách kính thì sẽ là gì? Này. Giờ nó sẽ phải tạo một cái mới, đúng không? Cái này là thành tiền gì? Vách kính. Học cái này tính toán nhanh nhỉ? Sẽ là gì? Nhân nhưng phải chia đôi gì? 1 mét an 0178 mét vuông. Ok. Đây. Đây nó ra cả diện tích của cái bề mặt của tường gạch này. Thì bình thường người ta sẽ lọc ra là ta vào fill đây. Ta lọc riêng, ta đắp liên kết thằng này riêng lên vuông này. Đắp liên kết lên. Nha. Đây là vách kính. DK1. Thấy chưa? Vào fill ngay từ đầu này. Ở đây vào phần filter này. Lọc luôn ngay từ đầu là gì? Là gì? Lọc theo. Lọc theo cấu kiện. Xoay đi. Xoay mắc. Chưa có nào đúng không? Sửa thằng này đi. Sang bảng bên này. Sửa thằng này đi. Xoay mắc. Của nó sẽ ký hiệu là gì? VK1. Nó chưa ký hiệu thôi. Đúng không? Thì sang bên này. Nó sẽ thấy tự nhiên nó hiện lên cái bảng này. Này. Bằng tất cả VK1. Thấy không? Đúng chưa? Lọc hết theo VK1 đây, VK1 đây, diện tích đây, 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 đây. Đúng chưa? Tổng tiền vách đây. Formatting. Quá chỉ đơn giản. Nè. Đúng chưa? Tôi sẽ lọc bảng này theo từng cấu kiện rồi. Tách từng tường ra một. Đúng không? Này tính tiền nhanh đúng không? Nhưng với điều kiện là đúng rồi.
Đau đầu à? Rồi ok.